Xin chào các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ nói về tuổi Lam, sinh năm 1974, Giáp Dần, mệnh là Đại Phi Thủy, mệnh Thủy. Phi cung bát trạch của Lam sinh, Lam sẽ là cung bát cấn, nữ sẽ là cung thất đoài. Lam sinh năm 1974, Giáp Dần, kết hôn với nữ sinh năm 1974, Giáp Dần. Và thiên can này, Giáp với Giáp bình hòa này. Ngũ hành của Lam sinh này, Thủy với Thủy bình hòa này. Địa chi của Lam sinh này, Dần với Dần bình hòa này. Phi cung bát trạch của Lam sinh sẽ là cung Phúc Đức này. Phi cung bát tự nữ tài của Lam sinh sẽ là cung Phúc, của Lam sinh sẽ là cung Phúc Đức tiếp này. Hai tuổi này tốt này. Lam sinh năm 1974, Giáp Dần, kết hôn với nữ sinh năm 1974, Giáp Dần tốt. Lam sinh năm 1974, Giáp Dần, kết hôn với nữ sinh năm 1975, Ất Mão. Về thiên can này, Ất với Giáp không xung không phá này. Ngũ hành của Lam sinh này, Thủy với Thủy bình hòa này. Địa chi của Lam sinh này, Mão với Dần không xung không phá này. Về thiên can, về ngũ hành của, về phi cung bát trạch của Lam sinh sẽ là cung Phụng vị này. Phi cung bát tự nữ tài của Lam sinh sẽ là cung Sinh khí này. Hai tuổi này tốt này. Lam sinh năm 1974, Giáp Dần, kết hôn với nữ sinh năm 1975, Ất Mão tốt. Lam sinh năm 1974, Giáp Dần, kết hôn với nữ sinh năm 1976, Bính Thìn này. Về thiên can này, Bính với Giáp không xung không phá này. Ngũ hành của Lam sinh này, Thổ khắc Thủy này, chồng khắc vợ này, vợ khắc chồng này, quên miếng thì nói chồng vợ khác chồng này. Địa chi của Lam sinh, của Lam sinh này, Thìn với Dần không xung không phá này. Phi cung bát trạch của Lam sinh là cung Tuyệt Thể này. Phi cung bát tự nữ tài của Lam sinh sẽ là cung Du Hồn này. Hai tuổi này xấu này. Lam sinh năm 1974, Giáp Dần, kết hôn với nữ sinh năm 1976, Bính Thìn xấu. Lam sinh năm 1974, Giáp Dần, kết hôn với nữ sinh năm 1977, Đinh Tỵ. Về thiên can này, Đinh với Giáp không xung không phá này. Ngũ hành của Lam sinh này, Thổ khắc Thủy này, vợ khắc chồng này. Địa chi của Lam sinh này, Tỵ với Dần thuộc tứ hành xung này. Phi cung bát trạch của Lam sinh là cung Ngũ Quỷ này. Phi cung bát tự nữ tài của Lam sinh sẽ là cung Tuyệt Mệnh này. Hai tuổi này xấu, đại hung này. Lam sinh năm 1974, Giáp Dần, kết hôn với nữ sinh năm 1977, Đinh Tỵ xấu. Lam sinh năm 1974, Giáp Dần này, kết hôn với nữ sinh năm 1978, Mậu Ngọ này. Về thiên can này, Mậu khắc đạn, Mậu phá đạn này, thiên can phá này. Ngũ hành của Lam sinh này, Thủy khắc hỏa này, chồng khắc vợ này. Địa chi của Lam sinh này, Dần Ngọ Tuất được tam hợp địa chi tuổi này. Phi cung bát trạch của Lam sinh sẽ là cung Sinh khí này. Phi cung bát tự nữ tài của Lam sinh sẽ là cung Phụng vị này. Hai tuổi này tốt này. Lam sinh năm 1974, Giáp Dần, kết hôn với nữ sinh năm 1978, Mậu Ngọ tốt. Lam sinh năm 1974, Giáp Dần, kết hôn với nữ sinh năm 1979, Kỷ Mùi này. Và thiên can này, Kỷ mới Giáp được thiên can hợp này. Ngũ hành của Lam sinh này, Thủy khắc hỏa này, chồng khắc vợ này. Địa chi của Lam sinh này, Mùi với Dần không xung không phá này. Phi cung bát trạch của Lam sinh sẽ là cung Du Hồn này. Phi cung bát tự nữ tài của Lam sinh sẽ là cung Ngũ Quỷ này. Hai tuổi này xấu này. Lam sinh năm 1974, Giáp Dần, kết hôn với nữ sinh năm 1979, Kỷ Mùi xấu. Lam sinh năm 1974, Giáp Dần, kết hôn với nữ sinh năm 1980, Canh Thân này. Và thiên can này, canh với giáp phá nhau này, thiên can phá này.
ngũ hành của năm sinh này, thủy sinh mộc này, chồng sinh vợ này, địa chi của năm sinh này, thân mới dần thuộc chính chính xung và thuộc tứ hành xung luôn này. Phi cung bát trạch của năm sinh chính là cung tuyệt mệnh này. Phi cung bát tự nữ tài của năm sinh chính là cung thiên y này. Hai tuổi này xấu này. Lam sinh năm 1974 giáp dần, cái hôi mê nữ sinh năm 1980 canh thân xấu. Lam sinh năm 1974 giáp dần, cái hôi mê nữ sinh năm 1981 tân dậu và thiên can này. Tân mê giáp không xung không phá này. Ngũ hành của năm sinh này, thủy sinh mộc này, chồng sinh vợ này, địa chi của năm sinh này, dậu mê dần không xung không phá này. Phi cung bát trạch của năm sinh sẽ là cung phụng vị này. Phi cung bát tự nữ tài của năm sinh sẽ là cung sinh khí này. Hai tuổi này tốt này. Lam sinh năm 1974 giáp dần, cái hôi miên nữ sinh năm 1981 tân dậu tốt. Lam sinh năm 1974 giáp dần, cái hôi miên nữ sinh năm 1982 mậu tuất. Về thiên can này, nhâm mê giáp không xung không phá này. Ngũ hành của năm sinh này, thủy với thủy bình hòa này. Địa chi của năm sinh này, dần ngọ tuất được tam hợp địa chi tuổi này, địa chi được tam hợp này. Phi cung bát trạch của năm sinh sẽ là cung thiên y này. Phi cung bát tự nữ tài của năm sinh sẽ là cung tuyệt thể này. Hai tuổi này tốt này. Lam sinh năm 1974 giáp dần, cái hôi mê nữ sinh năm 1982 nhâm tuất tốt. Lam sinh năm 1974 giáp dần, cái hôi mê nữ sinh năm 1983 quý hợi. Và thiên can này, quý với giáp cũng xung không phá này. Ngũ hành của năm sinh này, thủy với thủy bình hòa này. Địa chi của năm sinh này, hợi với dần thuộc tứ hành xung này. Phi cung bát trạch của năm sinh sẽ là cung phúc đức này. Phi cung bát tự nữ tài của năm sinh sẽ là cung phúc đức tiếp này. Hai tuổi này tốt này. Lam sinh năm 1974 giáp dần, cái hôi mê nữ sinh năm 1983 quý hợi tốt. Lam sinh năm 1974 giáp dần, cái hôi mê nữ sinh năm 1984 giáp tý này. Về thiên can này, giáp với giáp bình hòa này. Ngũ hành của năm sinh này, kim sinh thủy này, vợ sinh chồng này, địa chi của năm sinh này, tí với dần không xung không phá này. Phi cung bát trạch của năm sinh sẽ là cung phụng vị này. Phi cung bát tự nữ tài của năm sinh sẽ là cung sinh khí này. Hai tuổi này tốt này. Lam sinh năm 1974 giáp dần, cái hôi mê nữ sinh năm 1984 giáp tý tốt. Lam sinh năm 1974 giáp dần, cái hôi mê nữ sinh năm 1985 ất sửu này. Và thiên can này, ất với giáp không xung không phá này. Ngũ hành của năm sinh này, kim sinh thủy này, vợ sinh chồng này, địa chi của năm sinh này, sửu với dần không xung không phá này. Phi cung bát trạch của năm sinh sẽ là cung tuyệt thể này. Phi cung bát tự nữ tài của năm sinh sẽ là cung du hầu này. Hai tuổi này xấu này. Lam sinh năm 1974 giáp dần, cái hôi mê nữ sinh năm 1985 ất sửu xấu. Vừa nãy mình đã chia sẻ về tuổi Lam sinh năm 1974 giáp dần thuộc cung Cấn. Phi cung bát trạch của nó của Nam sẽ là cung Cấn thuộc về trung ngân nhé. Nữ sẽ là cung Thất Đoại. Mệnh là đại khê thủy, mệnh thủy. Cái hôi nó là tuổi nữ từ năm 1974 đến năm 1985, trong đó có tất cả là 10 tuổi. Các bạn chú ý lắng nghe video và xem mình hợp với tuổi nào. Trong này có đủ tất cả các tuổi về cuộc hôn nhân vợ chồng nhé. Mình cũng chia sẻ về đi một video về cách hóa giải trong cung xấu của cung vợ chồng rồi. Các bạn chú ý lắng nghe và tìm thêm đi, tìm những video mà mình muốn biết nhé. Các bạn thấy hay thì chia sẻ video và đăng ký kênh nhé. Xin chào mọi người.